Chào quý thính giả của chương trình Đất Việt TV. Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa bị mất. Người miền Nam Việt Nam sống được tự do và hưởng được nền văn minh của chế độ tư bản Việt Nam Cộng Hòa trong vòng 20 năm. Sau khi mất nước, khiến hàng triệu người miền Nam Việt Nam phải bỏ nước ra đi tìm tự do gần 30 năm. Người vượt biển không phải ai cũng đến được bến bờ tự do. Có người phải bỏ mình trên biển cả vì bão tố, vì hải tặc. Và có khi thuyền cập bến các nước thì lại bị đuổi ra khỏi biển Đông, điển hình vào thời điểm năm 1978. Loài người nhắm mắt làm ngơ trước cảnh thuyền nhân Việt Nam bỏ nước ra đi, khiến nhiều thuyền nhân đến được bến bờ tự do cũng phải chìm xuống lòng đại dương. Đó là nỗi đau của dân tộc Việt Nam. Rồi thậm chí hàng trăm ngàn người được họ nhận vào trại tị nạn từ 5 đến 7 năm, rồi đến năm 1996 cũng bị cưỡng bức về với chế độ cộng sản nơi mà họ đã từng trốn chạy trước đây. Kính thưa quý thính giả, như đây là câu chuyện huyền bí giữa Biển Đông. Khi người tị nạn cộng sản Việt Nam vượt biên gặp nạn, đó là câu chuyện thuyền nhân tị nạn gặp hải tặc và cá hồng giữa đại dương. Mời quý thính giả lắng nghe phần cuối. Suốt cả một buổi sáng hôm đó, Đào ngồi nhìn mặt biển phẳng lì với một tâm trạng vừa buồn vừa thương. Mặt biển đó đã từng khép lại biết bao nhiêu đồng bào xấu số của Đào. Trong số đó có mẹ Hồng và em trai của Hồng. Cũng ở dưới mặt biển đó, hiện giờ một con cá đầy tình thương đang một thân một mình lặn lội. Hồng nói sáng nào Hồng cũng phải đi làm việc thật sớm, ngay khi mặt trời chưa rời mặt biển. Tội nghiệp cho Hồng, mà cũng mừng cho Hồng. Tội nghiệp vì nghĩ đến Hồng chắc không bao giờ tìm lại được mẹ và em. Mừng cho Hồng là vì mới có 11 tuổi đầu, Hồng đã làm được bao nhiêu điều lợi ích cho đồng loại. Nghĩ tới đó, Đào thấy hổ thẹn. Đào tự nguyện với lòng là một khi sang đến bên kia bờ tự do, Đào sẽ gắng hết sức lo lắng cho những người thiếu phước hơn mình. Theo Hồng thì có nhiều khổ cực chờ đợi Đào trong trại tị nạn phía bên kia bờ. Nhưng Đào không còn sợ hãi nữa. Sự có mặt của Hồng trong biển Nam Hải là một nguồn an ủi lớn cho Đào. Đào sẽ phấn đấu, Đào sẽ cố gắng để khỏi hổ thẹn với Hồng. Sáng nay lúc còn tinh sương, Đào đã thấy Hồng xuống biển. Sau khi hẹn với Đào chiều nay sẽ gặp lại, Hồng đã thản nhiên đi xuống biển. Cho đến khi nước dâng tới ngực, thế rồi Hồng đưa hai tay ra phía trước, cúi đầu thấp xuống và nhòi mình ra phía trước biển. Đào chỉ thoáng thấy bóng một con cá hồng quậy đuôi làm tung tóe bọt sóng phía sau lưng nó. Hồng đã đi. Hồng đi tới tối mịt Hồng mới về. Cả ngày Đào ngồi ngoài bãi cát, bởi vì Đào biết Hồng đang ở biển. Khi bầu trời đã nhấp nháy ánh sao, Đào mới nghe tiếng Hồng. Dưới ánh sao, Đào thấy dáng Hồng bước nhẹ trên bãi cát đi về phía Đào. Đào mừng rỡ đứng dậy đón Hồng. Hồng im lặng nắm tay Đào đi lên đảo. Đào chạy đi lấy bánh lạc cho Hồng ăn và vắt nước cho Hồng uống. Nhưng Hồng không ăn bánh mà chỉ uống nước. Hồng kể cho Đào nghe những gì Hồng đã thấy trong ngày hôm nay. Hồng kể, có một chiếc ghe tị nạn chìm ở Narathiwat, cách bờ biển gần 100 thước. Mà trong số 397 người đó, có tới 99 người bị chết chìm dưới biển. Khi Hồng tới thì ghe đã chìm rồi và Hồng không có cơ hội cứu được một người nào cả. Hồng thấy những mảnh ván nổi lình bình trên mặt biển và ký hiệu LA-1945 của chiếc ghe. Chiếc ghe này vừa thoát ra khỏi hải phận Việt Nam thì bị biển động, ghe nghiêng ngả trong 5 ngày 5 đêm trên biển cả. Đêm thứ 6, biển động rất mạnh, sóng đập văng chiếc cầu tiêu phía sau ghe và gây thành một lỗ thủng thật lớn, khiến cho nước chảy ào ạt vào ghe. Ai cũng tưởng là chết, nhưng nhờ nhanh tay và cầm cự giỏi mà những người trai trẻ trên ghe đã giữ cho ghe không chìm. Họ tranh đấu suốt đêm hôm ấy và cả suốt một ngày mai nữa. Cuối cùng, vào 6 giờ chiều, ghe của họ thấy được bờ biển Thái Lan và tiến dần vào. Trời đã tối,
Nhưng những đợt sóng lớn ập tới làm cho ghe nghiêng hẳn đi và nước tràn vào các cửa sổ ghe. Ghe nghiêng qua, nghiêng lại và muốn chìm. Nhiều người hoảng hốt nhảy xuống biển, ghe chìm thật sự, đèn của ghe đã bị vỡ. Không ai trông thấy ai, người nào cũng chỉ cố lội lên bờ để khỏi bị chìm chết. 99 người đã mất mạng. Sáng hôm đó, tiếng khóc, vợ khóc chồng, mẹ khóc con, anh khóc em vang dậy cả bãi cát. Tất cả tiền bạc hành lý đều bị dân địa phương xuống lấy sạch. Cuối cùng, cảnh sát Thái đã đưa họ lên xe về tại tị nạn Son Kra. Hồng kể cho Đào nghe về một chuyến ghe tị nạn cập bến Pa Thani. Chiếc ghe này chỉ chở có 30 người. Ghe đã đi từ Cà Mau. Trong 2 ngày, 2 đêm, ghe đi bình yên vô sự. Ngày thứ 3, ghe tới được gần hải phận Thái Lan, cách Cà Lao Cục khoảng 20 dặm. Nơi đây, ghe gặp một ghe cướp Thái Lan dạ dạng đánh cá. Bọn cướp biển vơ vét hết tiền bạc, áo quần, tất cả 7 phụ nữ trên ghe đều bị chúng hãm hiếp. Mỗi người bị hiếp tới 2-3 lần. Sau khi chúng đi, ghe vẫn chưa tìm được cách vào bờ. Chiều hôm sau, chiếc ghe cướp trở lại, chúng lục soát thêm để vơ vét và hãm hiếp các phụ nữ một lần nữa. Sau lần bị cướp thứ hai, ghe đã tìm cách đổ bộ nhiều lần, nhưng lần nào cũng bị cảnh sát đẩy lui ra biển. 2 ngày sau, ghe gặp một lần 3 chiếc ghe hải tặc đón đường. Chúng leo lên ghe, lục soát thấy không có gì để cướp bóc nữa. Chúng giận dữ, rút súng bắn chết 2 người đàn ông và liệng xác xuống biển. Chúng còn ôm 3 người khác liệng xuống biển cho cá mập ăn. Trong 3 người này, chỉ có một thanh niên thoát khỏi hàm răng cá mập. Anh ta cố bơi ra xa, bám vào núp sâu một chiếc thùng nhựa mà người trên ghe đã thải xuống. Bọn hải tặc cho ghe của chúng ép lại để làm bể ghe. 3-4 đứa trẻ trên ghe hoảng sợ ôm thùng nhựa nhảy xuống biển. Ghe đã vỡ, bọn cướp bỏ đi. Chắc mẩm thế nào ghe cũng sẽ chìm. Nhưng ghe không chìm. Trẻ em được vớt lên ghe trở lại và ghe trôi trên biển thêm 3 đêm 3 ngày liên tiếp. Trong thời gian này, ghe lại bị thêm 2 lần cướp nữa. Đây là những toán cướp khác. Chúng cũng lục soát và hãm hiếp. Tuy nhiên, chúng không bắn giết như toán vừa qua. Cuối cùng, vào sáng hôm nay, khi ghe được phép lên bờ và được cảnh sát cho đến tại Son Kla, người phụ nữ trẻ nhất trên ghe là một cô gái 16 tuổi. Cô đã bị bọn cướp hãm hiếp tất cả là 12 lần. Hiện giờ cô như người điên dại. Nghe Hồng kể, Đào khóc ngất. Biết bao thảm kịch như thế xảy ra trong một ngày. Hai vai run lên, cô kiềm chế không được nữa. Những cảm xúc đang trào dâng trong cô. Sao loài người lại có thể ác với nhau như thế? Cô không thể nào hiểu nữa, có lẽ sắp đến ngày tận thế rồi chăng? Cô khóc rất lâu, mãi cho đến khi cô ngẩng đầu lên thì trăng đã sáng tỏ. Và cô thấy Hồng ngồi yên lặng dưới trăng như một pho tượng đồng. Hồng hỏi nhỏ, em đã để yên cho chị khóc để chị vơi bớt nỗi khổ. Bây giờ chị đi xuống suối rửa mặt cho mát. Chúng mình sẽ đọc tâm kinh trước khi đi ngủ. Đêm đã khuya rồi, ngày mai em sẽ đi sớm. Ngày thứ 5 trên đảo vắng, Đào biết trước là đến tối Mịt Hồng mới về, cho nên cô không có ý đợi Hồng. Cô chỉ ra biển ngóng nhìn xem có chiếc ghe nào đang đi ngang qua gần đảo không, để cô làm dấu hiệu đón họ. Theo lời căn dặn của Hồng, cô đã buộc một cái áo vào đầu một cành cây để sẵn ở bãi biển. Hễ khi nào có ghe là cô xuống bãi cầm cành cây phất qua phất lại để làm hiệu đón ghe. Nhưng suốt ngày hôm đó, cho đến khi Hồng về, Đào không thấy tâm dạng một chiếc ghe nào cả. Hồng thuật chuyện hôm nay, Hồng gặp nhiều ghe tị nạn đi quanh quận trong vịnh. Vì ghe đi đến bến bờ nào, họ cũng bị cảnh sát bắn dọa để đuổi họ hoặc dùng thuyền cảnh sát kéo các ghe họ ra trở lại hải phận quốc tế. Hồng gặp một chiếc ghe hư máy. Trên ghe có 5 người đang trôi vô định ngoài khơi Pa Thani. Trên ghe không còn nước uống và thực phẩm. Tất cả mọi người trên ghe đều đã chết trừ một người đàn ông còn thoi thóp. Hồng lại thấy một chiếc ghe đánh cá Thái Lan đang kéo giúp một ghe tị nạn về Bắc Son Kla.
Những người đánh cá trên ghe không muốn cảnh sát bắt gặp mình đang giúp ghe tị nạn, cho nên chưa tới bờ đã cắt đứt sợi dây buộc thuyền và quay trở lại ra biển. Ghe tị nạn còn đang tìm cách tiến gần bờ thì có một ghe cướp đi tới. Bọn cướp này chỉ lục soát lấy hết tư trang, tiền bạc và những áo quần còn tốt rồi bỏ đi, không động tới phụ nữ. Chiếc ghe này cuối cùng cũng đã được vào bờ và những người trên ghe được chở vào trại tị nạn Son Cờ La. Hồng lại mỉm cười thuật cho Đào nghe về một chiếc ghe kỳ lạ mà em đã gặp nhiều lần trên vịnh Simla. Đó là một chiếc ghe đánh cá Thái Lan, dài khoảng chừng 20 thước và rộng khoảng 5 thước 2, mang tên là Santisuk. Trên ghe này có đủ dụng cụ đánh cá, có cả súng để bắn cá lớn nữa, nhưng Hồng chưa thấy người trên ghe đánh cá bao giờ. Trên ghe Hồng thấy có 8 người, trong số đó có một phụ nữ Hồng đã từng thấy ghe đánh cá này tiếp cứu những ghe tị nạn bằng cách tiếp tế thức ăn, nước uống, dầu chạy máy và những bản đồ chỉ đường để ghe tị nạn có thể tránh đá ngầm và đi đúng vào những bến có trại tị nạn. Có một lần Hồng theo chiếc ghe ấy về tận bến Pattani. Ghe đậu chung với các ghe đánh cá khác, không có vẻ gì là một chiếc ghe đặc biệt. Hồng khen thầm hành trạng của chiếc ghe kỳ lạ đó và càng để ý theo dõi. Tuy họ chỉ có 8 người, nhưng những người trên ghe lại nói chuyện với nhau bằng 4 thứ tiếng: tiếng Thái, tiếng Pháp, tiếng Anh và tiếng Việt. Sở dĩ họ làm như vậy là vì trên ghe có 3 người quốc tịch Thái và 5 người quốc tịch Pháp, trong đó 4 người có gốc Việt. 4 người này nói được cả tiếng Việt, trong khi người Pháp thuần túy chỉ nói được tiếng Pháp. Tiếng Anh của chàng ta rất trọ trẻ, 3 người Thái đều nói được tiếng Anh, nhưng không biết tiếng Việt và tiếng Pháp. Chiếc ghe của họ nếu lấy hết tốc lực thì có thể chạy được 20 gút. Nhưng người thuyền trưởng chỉ cho ghe chạy với tốc lực 10 gút mà thôi. Trên ghe có một chiếc cano bằng cao su bơm phòng mà thỉnh thoảng họ thả xuống nước để liên lạc với những chiếc ghe tị nạn. Chiếc cano màu xám rất nhẹ và chạy nhanh như một mũi tên. Hồng thường nghe tiếng cười nói và đàn hát trên ghe. Tuy nhiên, lúc nào cũng có một người đặc trách mang ống viễn kính nhìn ra bốn phía để tìm ghe tị nạn. Có lần chiếc ghe bị hỏng máy trên biển khiến cho anh thợ máy và thuyền trưởng loay hoay sửa mãi. Thuyền trưởng là một anh chàng dong dỏng cao, tên Lục, Pháp gốc Việt. Anh ngủ rất ít và làm việc tận tụy không ai bằng. Mọi người trên ghe hình như ăn chay. Có một buổi sáng, Hồng thấy cô gái gốc Việt trên ghe nhặt những con cá bay vướng trên sàn thả xuống biển. Những con cá này trong đêm đã bay nhầm lên sàn tàu. Có lần Hồng thấy cô gái trên thuyền đem cá sống mua được của một chiếc xuồng bé gần bờ mà thả xuống nước để chúng trở về với biển. Cô lại nói chuyện với những con cá này. Hồng rất cảm động và cảm tình đặc biệt với cô gái này. Hồng lội sát chiếc ghe và ngoi lên gần mặt nước để nghe những người trên ghe nói chuyện. Vì vậy đã nhiều lần bị cô gái bắt gặp và gọi người khác đến xem. Biết họ là những người vô hại, Hồng thản nhiên lội theo ghe họ. Nhờ nghe chuyện họ nói mà Hồng hiểu tại sao công việc cứu trợ của họ phải làm trong vòng bí mật. Các nước Thái, Tân Gia Ba, Mã Lai và Nam Dương không muốn nhận nhân tị nạn, cho nên rất ghét những chương trình cứu trợ trên biển. Họ nghĩ thà để cho dân tị nạn chết trên biển còn hơn là để cho nước họ bị lôi thôi về kinh tế và chính trị để có thể cứu người. Chiếc Santisuk đã phải cải trang làm ghe đánh cá. Những người có quốc tịch Thái trên ghe là những người không đồng ý với chính sách nhẫn tâm của chính phủ họ đối với người dân tị nạn. Trong số 3 người Thái ấy, có một người là tu sĩ trẻ giả dạng ngư dân. Tất cả 8 người trong họ đều là đệ tử của một vị đạo sĩ hiện đang tịnh cư nơi một am mây trên đỉnh núi Yosuthep miền Bắc Thái Lan. Không có người Việt thuần túy nào được tham dự chương trình này, vì lẽ giấy tờ của họ không cho phép họ vào một nước nào trong số 4 nước Thái Lan, Mã Lai,
Tân Gia Ba và Nam Dương Cả. Anh chàng Pháp thuần túy tên là Chinh Bao, ngày xưa là một thủy thủ, lành nghề miền Brites, nước Pháp. Anh cũng biết ngồi thiền như bà ngoại của Hồng. Có lần, Hồng thấy dáng anh ngồi kiết già trước mũi ghe. Hồng biết trên ghe có rất nhiều thực phẩm khô, nhất là mì gói. Và biết Chinh Bao thích ăn mì gói, ăn ngon lành như người Việt ăn bún chả. Chiếc xa tí xúc đã bị cướp một lần. Hải phận Thái mặc dầu ghe đã dạ dạng làm ghe đánh cá. Bọn cướp đã đến bằng một chiếc ghe có máy radar. Ghe của chúng chạy nhanh vô cùng bởi vì máy của ghe là một cái máy mạnh tới 800 mã lực. Chúng uy hiếp những người trên chiếc xa tí xúc bằng súng. Chúng lấy hết tiền bạc và thực phẩm. Chúng không hỏi nữ trang và vàng bạc, mà chúng biết đây không phải là ghe tị nạn. May cho những người trên ghe là chúng không đánh đập và hãm hiếp mọi người, để yên cho chúng vơ vét. Sau chuyến bị cướp ấy, thuyền trưởng Lục đề nghị mua một cái súng để tự vệ. Đây là đầu mối. Những cuộc đàm luận không ngớt trên tàu suốt nhiều ngày, nhiều đêm. Ông nói chuyện và hiểu gần hết được những eo le của tình trạng họ. Ý kiến của Lục bị nhiều người trên ghe bác bỏ. Là học trò của vị đạo sĩ trên núi, họ có muốn nhờ vũ khí bảo vệ cho họ. Nhưng Lục nói rằng, một cái súng không có nghĩa là giết người. Ngày xưa, Lục đã từng là tay súng giỏi. Anh bảo rằng, chỉ cần có một cây súng là mình có thể khiến cho bọn cướp ngán và không dám lại gần. Mình có thể hoặc bắn dọa trong không khí, hoặc bắn trúng một cái gì rất nhỏ trên ghe để cướp tránh xa. Cô gái trên ghe cười và nói rằng, chỉ khi nào tinh thần mình yếu mới nghĩ tới chuyện có súng. Rằng hướng dẫn bởi ý định tiếp tục cứu người trên biển cả, mình sẽ được những niệm lực lành che chở. Cô nói, trước khi mình xuống núi, thầy đã dặn mình phải tuyệt đối tôn trọng sự sống, lấy tình thương mà trả lời với bạo lực. Một con cá biển cũng không được động tới, người đã dặn như thế rồi mà. Lục bảo, cái súng chỉ là hình thức, cách sử dụng súng mới là nội dung. Chúng ta có thể sử dụng súng một cách bất bạo động. Chắc sư phụ cũng đồng ý với tôi. Nhưng bạo động hay không bạo động không phải là vấn đề bàn cãi quan trọng nhất. Vấn đề nghiêm trọng của họ là cướp ở Mahachai đã khám phá ra rằng ghe của họ là một ghe đánh cá của những người ngoại quốc. Mahachai thuộc về thị trấn Samuskon, là một nơi tương tự với xóm anh chị cầu mối bên mình. Bọn Mahachai mà có ý hại mình thì không thể nào mình tiếp tục được chương trình này nữa. Tuổi mình đã lớn rồi, phải tự định liệu lấy, không để bất cứ gặp vấn đề gì cũng phải về núi thỉnh ý sư phụ. Lục đã nói như thế, vì vậy cho nên cuộc đàm luận kéo dài. Bẵng đi một thời gian, Hồng cũng gặp chiếc San Ti Súc, nhưng trưa hôm qua em lại thấy nó xuất hiện hoạt động ở phía biển Bắc Mã Lai. Hồng nghe được những chuyện rất lý thú. Lục đã làm quen được với một tay cỡ lớn ở Mahachai tên là Tana, gọi tắt là Tân. Võ nghệ Tân khá giỏi, nhưng Tân đã bái phục Lục và chịu nhận Lục là một người anh em. Lục đã đơn thân độc mã đi vào xóm Mahachai, mà bọn đàn em của Tân thấy dáng điệu hiên ngang của Lục đã không dám động tới. Chỉ có một đứa ngăn chặn Lục đã bị anh hất ngã. Chúng báo động với Tân, Lục cũng hỏi thăm và đi tìm Tân. Tân mời Lục vào nhà, mời ngồi. Nhưng bất thần, Tân dùng một thế võ bí hiểm khóa cánh tay Lục lại. Lục phản ứng mau lẹ như chớp, thoát khỏi tay Tân và thản nhiên ngồi xuống. Tân vớ con dao nhọn trên bàn, đâm Lục bằng một thế đâm rất hiểm hóc. Lục không tìm cách giật con dao mà chỉ nghiêng mình khiến cho Tân đâm trượt. Sau cái thế võ thứ hai đó, Tân không còn thử Lục nữa và chịu Lục là người anh em. Tân muốn mời Lục vào nhóm bởi vì Tân cần một tay súng giỏi. Tân hứa sẽ bảo đàn em trả lại những gì chúng đã cướp trên chiếc xa tí súc. Tân vẫn nghĩ chiếc ghe Lục là một chiếc ghe đánh cá của người ngoại quốc. Tân đề nghị Lục bám chiếc xa tí súc và gia nhập vào nhóm của Tân. Tân sẽ giao cho Lục trông coi chiếc ghe 800 mã lực còn trang bị radar. Lục không dám từ chối
bảo rằng cần phải có thời gian để suy nghĩ và bàn lại với các bạn. Lục nói Lục cần một cái súng. Tân bảo Tân quen với cảnh sát, có thể giới thiệu để cảnh sát cấp giấy cho Lục mua súng tự vệ. Mà quả thật Tân rất có quyền thế. Lục đã xin được giấy mua súng trong vòng một khắc đồng hồ, nhưng vì các bạn Lục không đồng ý cho nên Lục không mua. Ghe của Lục không còn bị đàn em khá đông của Tân quốc phá, nhưng vẫn bị các toán cướp biển khác theo đuổi. Trong số những toán cướp này có một toán gốc Trác. Chiến thuật của chiếc Santisuk là một khi gặp cướp biển thì hết tốc lực để chạy trốn. Chiến thuật này theo Hồng là khôn ngoan hơn hết, nhưng những người trên ghe chỉ sợ những tàu hải tặc có radar chạy nhanh và có súng. Trước đây những chiếc tàu cướp biển thường hay đón những ghe đánh cá Mã Lai và Thái Lan, nhiều khi chúng giết cả ngư dân. Sau khi cướp đoạt tiền bạc, cảnh sát biển của Thái Lan nhiều lần đi tuần tiễu nhưng không trừ tiệt nổi những lực lượng cướp biển. Cách đây không lâu, trọn một tiểu đội cảnh sát do một thiếu tá cảnh sát Thái chỉ huy đã bị bọn cướp bắn chết gần đảo Cô Cúc, không sống sót được người nào. Có lần chiếc Santisuk suýt bị cướp không xa vùng ấy. Tối hôm đó, khi rời bến Trác và vượt eo biển để đi về phía các đảo Cô Chang và Cô Cúc, nó gặp hai chiếc thuyền cướp đón nó. Nhờ quan sát kỹ nên Lục nhận ra thâm ý hai chiếc ghe này. Khi chiếc Santisuk còn cách chúng đến 500 thước, eo biển rất hẹp nên mọi người trên thuyền biết không thể nào tránh lọt hai chiếc ghe hải tặc. Chin Pao lưu ý mọi người về cách chúng chớp đèn báo hiệu cho nhau, dù rằng lúc ấy vẫn còn ánh mặt trời. Muốn biết chắc chúng có phải là ghe cướp không, Lục lái ghe sang phía mặt phải, làm ra cách sẽ rẽ ra biển bằng eo biển phía mặt thay vì đi thẳng eo bên trái. Hai chiếc ghe kia lại chớp đèn cho nhau và cùng tiến về phía eo mặt để chặn lối chiếc Santisuk. Hồng lo ngại quá, nhưng bất thần chiếc Santisuk quay đầu lấy tốc lực hướng về bên Trác, nơi có rất nhiều ghe đậu. Vậy là đêm ấy nó không bị cướp. Đêm sau, chiếc Santisuk ra khơi lúc 3 giờ khuya cùng với nhiều ngư thuyền khác, và do đó đã thoát khỏi ghe hải tặc đón đầu. Cũng từ đó, chiếc Santisuk không lai vãng vùng Trác nữa. Mấy lúc gần đây, bọn hải tặc tha hồ tung hoành, không ai kiểm soát được. Trên những chiếc ghe tị nạn đầu tiên mà chúng cướp, chúng cố tìm thấy vàng. Vì vậy, chúng chia nhau đi chặn đường những ghe tị nạn, nhiều nhất là ở vùng Cô Cúc, Cô Cang, Cô Trang, nơi có nhiều thuyền tị nạn đi qua. Càng ngày hải tặc càng nhiều, có nhiều người nghèo khổ xoay sang nghề hải tặc. Những người này không chuyên nghiệp, không có súng, họ chỉ có đao búa, xà beng và gậy gộc. Chính quyền Thái biết những gì đã xảy ra ngoài biển, nhưng vì cô muốn có thêm những tị nạn lên bờ nên cố tình làm ngơ. Mà dầu có muốn tiểu trừ cũng chưa chắc tiểu trừ được. Một hôm, chiếc Santisuk đang nằm tại biển Chantapuri thì có một người Thái đến đề nghị với Lục lấy cano đi ra biển tìm vàng. Hỏi vàng ở đâu thì người kia nói là chôn ở một cái đảo nhỏ gần Cô Khất. Lúc hỏi tới ngành ngọn thì biết rằng người đó là kẻ sống sót duy nhất của một đám hải tặc gồm 18 người. Đám hải tặc này đã cướp 4 ghe tị nạn ở gần Cô Cúc và chôn giấu vàng bạc được cướp được tại hòn đảo vô danh kia. Ngay sau đó, toán hải tặc này lại bị toán hải tặc khác thanh toán bởi vì chúng là đàn em mà dám qua mặt phỏng tay trên các đàn anh. Tất cả đều bị giết, chỉ còn một người chạy thoát được. Chính người này đã tìm tới Lục và đề nghị Lục cũng đi ra hòn đảo nọ để lấy. Lục từ chối, nói rằng Lục rất sợ, có thể là Lục sợ thật, hoặc có lẽ chỉ vì mục đích của Lục tới xứ này không phải là để tìm vàng. Hồng cho Đào biết cướp biển là tai nạn lớn nhất của người tị nạn Việt Nam. Nghề cướp biển thịnh hành quá, thành ra hầu hết tị nạn chiếc nào cũng bị cướp ít nhất một lần. Có ghe bị cướp tới 10 lần, trung bình mỗi ghe bị cướp 2, 3, 4 lần. Có những bọn cướp dã man tới mức tột cùng
Có những bọn cướp sau khi cướp xong có thể nghe lời năn nỉ của nạn nhân mà kéo giúp ghe chúng vừa cướp vào gần tới bờ. Có bọn sau khi cướp và hãm hiếp xong thì giết hết người và nhẫn chìm ghe của nạn nhân. Có bọn chỉ lấy tiền vàng bạc và áo quần mà không động tới phụ nữ. Đào run sợ khi nghe Hồng kể. Cô cất hết can đảm, nhưng Hồng nói là Hồng sẽ làm đủ cách để Đào sẽ qua được bờ bên kia mà không bị cướp bắt gặp. Tối hôm đó, Đào xin Hồng dạy cho Đào học thuộc tâm kinh Bát Nhã. Cô thấy cô cần phải đọc tâm kinh, phải đọc kinh này để có thêm an tĩnh, có thêm sức mạnh tinh thần, cảm thương cho thân phận của mình. Tối đó, cô thiếp đi mà nước mắt ướt đẫm cả mặt. Thức dậy, Đào nhìn quanh và biết Hồng đã xuống biển. Cô giận mình mê ngủ quá. Cô xuống suối rửa mặt, rửa tóc và ngồi trên bờ suối ôn lại tâm kinh. Rồi cô đi lấy hai bánh lạc để ăn cho đỡ đói. Uống nước suối xong, cô leo lên một tảng đá trơn bóng và râm mát, rồi tập ngồi thiền định. Cô chưa biết tỏa thiền như thế nào, nhưng cũng bắt chước ngồi xếp bằng giữa sống lưng cho thẳng. Cô chẳng biết phải làm thế nào cho đúng theo phép ngồi thiền. Có lần, cô nghe người ta nói hơi thở rất quan hệ cho việc ngồi thiền, cho nên cô mỉm cười bắt đầu thở, hơi thở nhẹ và dài. Quả nhiên, chừng 15 phút sau, cô thấy trong người dễ chịu và tỉnh táo. Cô cảm thấy mình vững vàng hơn về thể chất cũng như về tinh thần. Cô bèn khởi sự đọc tâm kinh. Cô đọc nhiều lần, nhận thấy giọng của mình có hơi bắt chước giọng của Hồng. Cô mỉm cười. Cô không hiểu lời kinh muốn nói gì, nhưng cô thấy âm điệu của lời kinh rất là thu hút. Cô để ý nhất đến một câu mà cô có cảm tưởng rằng nếu cô lặp lại chừng 1000 lần thì cô có thể hiểu được. Đó là câu này: này người con của Xá Lợi, mọi hiện tượng đều có chung một thể tính, không tịch, không có gì sinh ra, không có gì mất đi, không có gì dơ bẩn, không có gì trong sạch, không có gì thêm lên, không có gì bớt đi. Trong thể tính không tịch đó, không có vật chất, không có cảm thọ, không có tư duy, không có hạnh nghiệp, không có nhận thức. Lời kinh gì mà vừa hiền diệu như mây bay, vừa dữ dội như sấm sét? Đào thoáng thấy một cái gì rất quan trọng trong câu kinh đó, dù cô chưa hiểu thấu. Nhưng không phải là cô không hiểu gì hết. Cô hiểu gì, cô cũng không biết. Cô chỉ biết là cô bị thu hút vào câu kinh đó, cũng như mảnh thép nhỏ bị hút vào một khối nam châm. Đột nhiên Đào ngẩng lên. Hồng đã về, Hồng đã về quá sớm. Giờ này là giờ ngọ, mặt trời đang đứng bóng. Đào bước xuống chạy ra đón Hồng. Cô đưa Hồng tới ngồi dưới bóng cây râm mát và chạy đi lấy nước cho Hồng uống. Hồng uống nước xong nhìn Đào và nói: chị Đào, chị sửa soạn để chiều hôm nay qua bờ bên kia. Đào giật mình nhìn Hồng. Cô chưa kịp hỏi gì thì Hồng tiếp: có một chiếc ghe tị nạn sẽ đi qua ngang đây vào lúc 3 giờ chiều. Chỉ còn dư thời giờ để chuẩn bị đi. Chị nên đem theo hết chỗ bánh còn lại và bọc áo quần. Khi ghe tới, chị nói người trên ghe lên suối lấy thêm nước ngọt. Em sẽ có cách làm cho người trên ghe thấy chị và ghé vào đây đón chị. Đào nắm tay Hồng. Em có đi với chị không? Chị sợ lắm. Hồng cười. Em sang bên ấy để làm gì? Em phải ở lại, em còn phải tìm má em. Chị nghe em nói đây, hôm nay là ngày đầu năm của nhân tộc Thái. Tất cả đều ở nhà ăn Tết trên biển, không có bóng dáng một ghe cướp nào của Thái, kể cả ghe đánh cá cũng vậy. Đây là một cơ hội hiếm có cho các ghe tị nạn. Ở đây không có giấy và bút, em không thể vẽ ra để chỉ đường cho chị. Vậy chị em mình xuống dưới bãi cát, em sẽ chỉ cho chị con đường đi từ đảo này tới đảo Khô Khúc và từ đảo Khô Khúc tới đảo Cô Trang. Và em sẽ chỉ cho chị cách đi từ Cô Trang tới một làng thuộc quận Lim Sin, Chantapuri. Nơi đây chị sẽ được dân làng đưa lên cho ăn uống thuốc men, và ngày mai cảnh sát sẽ đưa chị và những người cùng ghe tới trại tị nạn Lim Sin. Hồng đưa Đào xuống bãi cát, dùng ngón tay vẽ bản đồ vịnh Shimla và chỉ cho Đào mọi chi tiết. Hồng căn dặn:
đào rất kỹ về những nơi có đá ngầm, phải nhìn kỹ mặt biển. Nơi nào sóng gợn bên trên khác thường với mặt biển xung quanh thì tránh ngay, vì bên dưới có đá ngầm, có thể làm lũng ghe. Hồng chỉ cho đào cách nhắm hướng căn cứ trên mặt trời, trên những ngôi sao, trên hình dáng mờ xa của đảo Cù Lao Cúc hay Cù Lao Chang. Rồi Hồng xóa bản đồ của mình vẽ, bảo đào vẽ lại, lặp lại những điều Hồng dặn. Hồng lại bổ túc cho đào những chỗ đào chưa nắm vững. Xong xuôi, Hồng hỏi đào: chị có người quen nào ở ngoại quốc không? Có, chị có một ông bác ở Pháp vào được trại Liêm Xin. Chị tìm cách viết thư ngay cho bác và nhờ mục sư Du Khe Lung đem bỏ thư nhà dây thép thị trấn Chantaburi dùng. Ông mục sư này cứ mỗi tuần vào thăm trại tị nạn Liêm Xin một lần để giúp đỡ. Chỉ nhờ bác đánh điện cho anh Đạt tại trại tị nạn Pula Bidong ở Mã Lai, ngoài khơi thị trấn Kuala Terengganu, báo tin là chị còn sống và hiện tại ở trại Liêm Xin. Chị cũng có thể viết thư trực tiếp cho anh ấy, khai với đại diện cao ủy tị nạn Liên Hợp Quốc là chị có người bác tại Pháp và muốn làm đơn xin qua Pháp với bác. Anh Đạt cũng xin đi Pháp phải không? Chị nhớ nhắc anh Đạt là nên cùng xin qua Pháp. Và điều này nữa, em xin chị đừng quên tới trại thì tìm cách xin bác sĩ khám cho chị. Chị nói riêng với bác sĩ là chị không muốn có dấu tích gì của bọn cướp biển trên thân thể chị, cũng như là trong tâm hồn chị. Ngẩng lên, Đào thấy hai giọt lệ long lanh trong mắt Hồng. Cô ôm Hồng chặt trong tay, cô nói: chị sẽ làm đúng lời em dặn, chị còn gặp em nữa không? Hồng gỡ tay Đào, đưa Đào trở lên tảng đá có bóng cây râm mát. Hồng nói: có thể em còn cơ hội gặp chị, nhưng em không chắc lắm. Vậy cứ tạm xem hôm nay là buổi hội ngộ cuối cùng. Chị nghe em nói đây, người tị nạn hiện giờ ra nhiều quá và các nước xung quanh đã đồng ý với nhau dùng biện pháp mạnh để ngăn chặn. Họ sẽ canh phòng các bờ biển nghiêm ngặt và sẽ dùng quân đội để ngăn người tị nạn đổ bộ lên đất họ. Chưa hết, họ đã dự tính tổ chức dân chúng để biểu tình, để họ có cớ bỏ những người tị nạn trở lại trên ghe và kéo những ghe này ra hải phận quốc tế trở lại. Nếu họ làm như thế thì đồng bào chết hết. Em hy vọng dư luận thế giới sẽ ngăn cản họ, nhưng một khi tới trại tị nạn, chị phải cho đồng bào biết để đề phòng, phải đồng sinh cộng tử với nhau, nghĩ ra những biện pháp kháng cự tập thể hữu hiệu. Cả trong ban đêm, mình cũng phải tỉnh táo và sẵn sàng đối phó. Nếu bị ép lên thuyền để đẩy ra biển thì nhất quyết đồng loạt không tuân lệnh, dù súng có dí vào ngực mình cũng vậy. Trong trường hợp sự đe dọa trở thành rõ rệt quá thì phải tìm cách nhấn chìm hoặc tiêu hủy các con thuyền trước bến của trại tị nạn. Đời sống của người tị nạn ở trại chỉ sắp đến cũng rất khổ, nhưng đời sống những trại tị nạn Son Kla, Pula Bidong, Pula Tenga, Pula Tenrap, Pulau Bidan là những trại tị nạn rải rác trên miền duyên hải bốn nước. Chỉ sẽ phải ở lại trại từ 4 đến 6 hay 8 tháng. Thì giờ rảnh rỗi, em nhờ chị chăm sóc những người khổ đau bất hạnh trong trại giùm em. Hồng ngước lên cười trong khi mắt em còn ướt. Có một tin vui, anh Lực, thuyền trưởng của chiếc Santisuk, đã tới gặp anh Tân và nói hết sự thật. Anh nói người nghĩa hiệp không bao giờ ức hiếp kẻ khốn cùng. Ta có thể tạm lấy vàng của nhà giàu trong khi kẻ khác đói, nhưng ta không có quyền giết người, hãm hiếp người. Đàn em của anh không thể làm mất thanh danh của anh. Anh Lực thật là can đảm, không ai bì kịp. Anh nói rằng anh Tân đã vỗ vai anh và hứa sẽ ra lệnh cho bọn đàn em. Nhưng chị ơi, trên biển có hàng trăm toán cướp, một vài toán đàn em của anh Tân không đụng tới tính mạng và chánh tiết của người tị nạn. Nhưng còn những toán khác thì sao? Chính chiếc Santisuk cũng đang bị những toán kia đe dọa. Em sợ một ngày gần đây chiếc ấy cũng không còn hoạt động được. Em sợ cho tính mạng của những người trên chiếc ấy lắm. Có thể là ông đạo ở trên núi Đôi Su Thép sẽ gọi họ về vì tình trạng có nguy hiểm trên biển. Này chị à,
Nhìn xem, chiếc ghe đã tới, chỉ đi tìm cành cây có móc chiếc áo bà ba đi. Chúng mình xuống dưới bờ cát, đào thấy ở chân trời phía đông một chấm đen. Chấm đen càng lúc càng rõ và cuối cùng đào thấy rõ đó là một chiếc ghe tị nạn. Hồng nói, chị đợi ghe tới gần thêm chút nữa rồi hãy phất áo làm hiểu. Đừng nói gì cho những người trên ghe biết về em nhé. Em sẽ lội ra khơi và làm cho ghe chú ý tới dấu hiệu kêu cứu của chị. Nhớ làm theo điều em căn dặn chị nhé. Và nhất là phải tiêu hủy ghe ngay sau khi lên bờ. Hồng ôm chặt lấy đào, rồi đúng như một cô bé, Hồng buông đào một cách đột ngột, chạy về bờ nước, lao mình xuống biển lội mất. Đào tiếp tục phất qua phất lại cành cây với chiếc áo bà ba, cô tiến gần về phía trước cho tới khi nước ngập tới đầu gối. Cô làm dấu không ngớt. Và kìa, chiếc ghe đã trông thấy dấu hiệu, người trên ghe đã bẻ lái chạy về phía hoang đảo. Kính thưa quý thính giả, trên đây là câu chuyện người tị nạn Việt Nam, hay còn gọi là thuyền nhân. Sau năm 1975, họ đã chạy trốn chế độ cộng sản Việt Nam để tìm tự do. Có khoảng 1 triệu người vượt biển vì bị giông bão, vì bị hải tặc Thái Lan giết hại cướp bóc, nên có hàng trăm ngàn người Việt đã nằm xuống giữa biển Đông, không bao giờ trở về. Trong đó có gia đình của cô Hồng đã kể trên, cũng như nhiều người vượt biển khi gặp nạn vẫn sống sót. Có những người khi vượt biên gặp bão tố thì có cá đi bên ghe che chở. Hoặc biết bao nhiêu câu chuyện ly kỳ trên biển Đông mà người tị nạn khi họ qua được bến bờ tự do kể lại. Đến đây, Đất Việt TV xin chân thành cảm ơn quý thính giả đang quan tâm theo dõi. Và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chương trình tiếp theo. Xin trân trọng kính chào.